Nếu như bạn đang mong muốn tìm kiếm một cái loại viên uống để giúp tái tạo sụn khớp và tăng cường chất nhờn cho sụn khớp để cải thiện những cái tình trạng như là khô khớp, lục cục khớp hoặc là tràn dịch khớp hoặc là những cái cơn đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp và khiến bạn rất là khó khăn trong việc vận động và đi lại thì video này dành cho bạn. Và glucosamine là một cái sản phẩm mà cô bác anh chị chúng ta đã nghe thấy rất là nhiều và đây là một cái loại sản phẩm thông dụng và phổ biến. Và chúng ta có thể thấy rằng là có nhan nhản có rất là nhiều loại glucosamine. Vậy cách mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này phù hợp để điều trị cái tình trạng bệnh của mình như thế nào cho đúng thì trong video lần này bác sĩ Dung sẽ chia sẻ cùng với cô bác anh chị. Đối với tất cả các nhóm điều trị xương khớp thì các bác sĩ xương khớp thì sẽ chia ra làm các cấp bậc. Ví dụ như là đầu tiên, đầu bảng trong cái thành phần chống viêm và chống thoái hóa đó là diacerin. Đây là một thuốc chống thoái hóa chậm nhưng nó lại có nhiều tác dụng phụ. Và cái thành phần thứ hai đó là piasclidine. Piasclidine hay còn gọi là cao bơ đậu nành không sao phòng hóa. Cái tác dụng của nó mạnh mẽ hơn nhiều lần so với glucosamine. Và sau đó thì mới đến glucosamine. Glucosamine chúng ta lại chia ra làm glucosamine HCl và glucosamine sulfat. Và glucosamine sulfat thì nó có hoạt tính chống viêm mạnh hơn HCl. Vậy nên là nếu như để lựa chọn một cái sản phẩm bổ sung thôi thì cô bác anh chị có thể lựa chọn được HCL được. Nhưng nếu để lựa chọn một cái sản phẩm mà chống viêm và hỗ trợ bệnh nhanh hơn thì chúng ta có thể lựa chọn glucosamine sulfat. Và ngày xưa thì thường thì bác sĩ Dung phải kê hai cái loại này kết hợp cùng với nhau, là bệnh nhân sẽ phải uống hai loại để tăng cái hiệu quả điều trị. Nhưng mà từ ngày khi mà tìm được cái sản phẩm đó là glucosamine avocado thì trong cái sản phẩm này thì đã kết hợp rất là nhiều chất rồi, đặc biệt là piasclidine và glucosamine sulfat. Và bên cạnh đó thì có thêm một vài các cái hoạt tính khác để tăng cái hiệu quả tác dụng. Vậy nên là đối với những cái dòng sản phẩm như thế này thì chúng ta có thể tăng được cái hiệu quả gấp đôi lên so với những cái dòng điều trị thông thường. Và đương nhiên chúng ta cần kết hợp thêm với một số những cái hoạt chất khác để mang lại cái tính hiệu quả nhưng mà vẫn an toàn cho người sử dụng. Và nếu như bạn đang cần tư vấn về cái sản phẩm này thì đừng quên gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua cái số Zalo đang hiển thị trên màn hình để được bác sĩ Dung tư vấn và điều trị kịp thời. Đừng có để khớp của mình nó bị thoái hóa quá mức và dẫn đến cái việc là điều trị nó khó quá sau này. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ngay lúc này đây chúng ta có thể tìm hiểu những cái giải pháp không dùng thuốc và dùng thuốc để giúp chúng ta cải thiện ngay lập tức những cái triệu chứng của mình để bệnh không tiến triển nặng lên.